Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông Tấn. Trong khuôn khổ chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2021, vinh danh 50 thầy cô giáo có nhiều sáng kiến dạy học trong đại dịch do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức sáng nay tại Hà Nội, đã diễn ra diễn đàn áp dụng công nghệ đổi mới việc dạy và học cho học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Tại diễn đàn, các thầy cô giáo đã chia sẻ nhiều hình thức giảng dạy sáng tạo, áp dụng công nghệ hiệu quả trong điều kiện dịch bệnh, khi học sinh không thể tới trường và cả trong trạng thái bình thường mới. Đó là việc áp dụng lớp học đảo ngược, sử dụng công nghệ số cung cấp kiến thức cho học sinh tìm hiểu bài trước rồi thầy cô giảng bài sau. Hay việc các thầy cô tự tạo kênh YouTube cá nhân để chia sẻ những bài giảng tâm huyết và dễ hiểu của mình. Sức mạnh của công nghệ trong đổi mới giáo dục là điều có thể nhìn thấy rõ, song áp dụng trong dạy và học ở nơi bình thường đã khó khăn, thì tại những vùng có điều kiện kinh tế xã hội, vùng sâu, vùng xa càng khó khăn hơn nữa, nhất là về sóng và máy tính. Xuống kiến thức, rồi việc giao bài cho các em phải phù hợp với năng lực của các em. Và có những biện pháp, có những cách thức để kiểm tra và động viên các em làm bài tập đầy đủ và có hiệu quả. Linh hoạt trong việc lựa chọn kiến thức cơ bản nhất, trọng tâm nhất để hướng dẫn học sinh trong thời gian mà các em tạm thời nghỉ phòng dịch. Ban tổ chức cũng đã trao tặng cho mỗi thầy cô một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Chương trình chia sẻ cùng thầy cô được tổ chức thường niên vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam từ năm 2015 đến nay. Sau 6 năm, chương trình đã tuyên dương 340 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu. Đó đều là các thầy cô bám bản, giảng dạy ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, dân tộc thiểu số, huyện đảo, xã đảo xa xôi, các thầy giáo bộ đội biên phòng mang quân hàm xanh, dạy các em học sinh khuyết tật. Năm nay, chương trình tôn vinh những thầy cô giáo có nhiều sáng kiến, đổi mới trong phương pháp giảng dạy, giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả trong điều kiện khó khăn của thiên tai và dịch bệnh COVID-19. Lễ tuyên dương sẽ diễn ra vào sáng mai tại Hà Nội. Tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng, các thầy cô giáo đã phải vượt qua nhiều khó khăn vất vả để có thể hỗ trợ học sinh khuyết tật duy trì việc học tập trong suốt thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Bằng tình yêu thương và tâm huyết của mình, các thầy cô vẫn đảm bảo từ 80 đến 100% các em học sinh ở bậc tiểu học và trung học hòa nhập và tham gia học tập trực tuyến. Cũng như các trường học khác, các thầy cô giáo của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng phải duy trì việc dạy học trực tuyến trong suốt thời gian các em học sinh không đến trường. Tuy nhiên, đối với các học sinh khuyết tật của trung tâm, việc dạy trực tuyến là không hề dễ dàng. Học sinh ở lớp học trực tiếp là giáo viên đã phải kèm cặp rất là kỹ rồi. Mà đây nữa là mình tương tác qua màn hình điện thoại hoặc là máy tính thì nó rất là khó, vì có nhiều em có hành vi là khi mà phụ huynh mở máy lên là em không có chịu hợp tác, la ré lên, ví dụ những em hành vi tự kỷ, và có em là làm hư điện thoại, hư máy tính của ba mẹ luôn. Hiện Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng có khoảng 250 học sinh thuộc các diện chậm phát triển trí tuệ, khiếm thị, khiếm thính. Trong đó có khoảng 30 em mắc bệnh nặng, không thể học trực tuyến, nên các thầy cô trung tâm phải đến tận nhà các em hàng tuần để giúp đỡ, duy trì việc tập luyện của các em. Dịch miết mà cứ bỏ con ở nhà miết có thể tội lắm mà. Không dạy cho bảo thường xuyên luôn. Cháu cứ càng ngày càng lùi lại là thể tội lắm rồi. Nghe mẹ cô tại nhà là phải mừng. Một mặt là dạy các em, nhưng mà một mặt khác nữa là để hướng dẫn phụ huynh cái cách mà làm sao để mà giảm bớt các hành vi của các em, hoặc là dạy các kỹ năng cần thiết để cho các em sau này khi mà tới trường nó sẽ không có mất đi các kỹ năng đó. Giáo viên chúng tôi cũng đã rất là cố gắng phát huy cái sự sáng tạo, sự nhiệt tình sáng tạo và nhiều hơn hết là cái tình thương các em học sinh, để làm sao đó cho các em có thể tiếp cận được với giáo dục. Các em cảm thấy mình không bị bỏ rơi. Bên cạnh nỗ lực giúp học sinh duy trì việc học tập, các giáo viên thuộc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng còn tập trung chuyển đổi những bộ sách giáo khoa mới thành sách dành cho trẻ khiếm thị, trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn qua các lớp đào tạo trực tuyến để sẵn sàng đón trẻ trở lại trường khi thành phố cho phép. Sau gần 2 tháng chuyển sang học trực tuyến, ngày 19 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã có công văn số 3192 về việc cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hà Nam đi học trực tiếp tại trường từ ngày 22 tháng 11 tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên đi học trực tiếp trở lại đảm bảo an toàn,
thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt phải cập nhật thông tin liên quan đến sức khỏe của cán bộ, giáo viên, học sinh hàng ngày. Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam có công văn số 1122 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình kế hoạch năm học phù hợp với tình hình bình thường mới. Ngày 19 tháng 11, tại phiên họp thường kỳ tháng 11 và họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Bắc Ninh, Sở Y tế tỉnh cho biết từ ngày 29 tháng 4 đến nay, địa phương đã ghi nhận hơn 3.100 ca mắc COVID-19. Hiện Bắc Ninh đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Bắc Ninh có 123 ổ dịch, 4 trên 126 đơn vị cấp xã phường có dịch ở cấp độ 4 tức vùng đỏ, 22 đơn vị ở cấp độ 3 tức vùng cam, 29 đơn vị ở cấp độ 2 tức vùng vàng và 71 đơn vị ở cấp độ 1 tức vùng xanh. Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương cần giám sát chặt chẽ người lao động ở các khu nhà trọ, tăng cường hoạt động của các tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng. Đặc biệt là các huyện, thành phố cần rà soát số người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc chưa được tiêm đủ 2 mũi. Riêng huyện Quế Võ và thành phố Bắc Ninh là hai địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp, cần thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, thành lập các đoàn kiểm tra phòng chống dịch của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 11 tại thị xã Hoàng Mai của tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 20 ca trong cộng đồng được phát hiện tại xã Quỳnh Lập. Theo nhận định, ổ dịch tại xã này rất phức tạp với thời gian ủ bệnh tương đối lâu, nhiều nguy cơ lan rộng. Và qua điều tra truy vết thì các cơ quan chức năng xác định ổ dịch ở xã Quỳnh Lập có nguồn gốc từ chùm ca bệnh ở cảng cá Quỳnh Lập và chùm ca bệnh từ miền Nam trở về. Thị xã Hoàng Mai bước đầu đã xác định được 489 F1. Địa phương đã thực hiện phong tỏa 5 thôn liên quan đến các ca bệnh, tiến hành lấy mẫu sàng lọc cộng đồng và tìm kiếm các F0. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cũng đã họp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Hoàng Mai và chỉ đạo thị xã cần đẩy mạnh điều tra, truy vết triệt để các trường hợp F1 để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời và tránh lây lan dịch ra diện rộng. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 11, 10.000 đối tượng là học sinh các trường trung học cơ sở, trẻ em trong độ tuổi từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn của thành phố Ninh Bình và thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình được tiêm vaccine phòng COVID-19. Thành phố Ninh Bình và thành phố Tam Điệp đã thành lập 12 điểm tiêm chủng lưu động tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn hai thành phố. Gần 10.000 liều vaccine Pfizer do Bệnh viện Phổi Trung ương hỗ trợ và Bộ Y tế đã cấp cho tỉnh Ninh Bình để tiêm miễn phí cho các đối tượng từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Thành phố Ninh Bình và Tam Điệp sẽ là hai địa phương tổ chức tiêm phòng cho trẻ đầu tiên. Sau đó các địa phương khác trong tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức tiêm cho các đối tượng này ngay khi có vaccine, phấn đấu sớm hoàn thành miễn dịch cộng đồng. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị các bệnh viện trên địa bàn thành phố cần nhận thức đúng về bệnh viện xanh trong giai đoạn bình thường mới, sẵn sàng mọi mặt để tiếp nhận và điều trị người bệnh COVID-19. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện trên địa bàn thành phố cần quán triệt đến từng nhân viên trong bệnh viện có nhận thức đúng về bệnh viện xanh, không phải là bệnh viện không có COVID-19, mà là bệnh viện được tổ chức và vận hành theo các quy trình an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định về sàng lọc, phân luồng cách ly và có khu vực luôn sẵn sàng để thu dung điều trị người bệnh COVID-19, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Sở Y tế đề nghị tất cả bệnh viện cần chủ động rà soát, bổ sung cơ sở thuốc, vật tư tiêu hao, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị người bệnh COVID-19. Các bệnh viện tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận người bệnh. Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang, bệnh viêm da nổi cục trên châu bò trong toàn tỉnh đã được khống chế và dập tắt. Tính từ ngày 24 tháng 9 đến nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã không ghi nhận gia súc mắc bệnh viêm da nổi cục. Hơn 1.300 con trâu bò nhiễm bệnh đều đã được chữa khỏi. 92 xã thuộc 7 huyện và thành phố đã từng phát hiện ổ dịch đều đã qua 40 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Nhận định dịch viêm da nổi cục hiện vẫn đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh lân cận, ngành chăn nuôi, thú y và thủy sản yêu cầu các chủ trang trại và hộ chăn nuôi không chủ quan và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi, tổ chức tiêm phòng theo đúng quy định, bổ sung chế độ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho vật nuôi. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành phương án và quy chế phối hợp triển khai thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng. Theo đó, lộ trình thí điểm đón khách quốc tế tại Đà Nẵng được triển khai thành 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, từ tháng 11 năm 2021, thành phố thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại thành phố Phú Quốc, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Giai đoạn 2, từ tháng 1 năm 2022, Đà Nẵng sẽ mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ. Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp các điểm đến tại 5 địa phương ở giai đoạn 1.
Giai đoạn 3, thành phố sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế. Thời điểm bắt đầu giai đoạn 3 sẽ căn cứ vào tình hình dịch bệnh và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu. Ngày 19 tháng 11, Thường trực Thị ủy Đông Hòa của tỉnh Phú Yên đã thực hiện đối thoại với nhân dân khu phố Nam Bình 1 và Nam Bình 2 thuộc phường Hòa Xuân Tây về việc xử lý ô nhiễm môi trường và gia hạn thời gian tập kết rác thải sinh hoạt tại bãi rác Nam Bình 1. Tại buổi đối thoại, các ý kiến thống nhất dỡ bỏ việc ngăn cản xe chở rác và tiếp tục cho tập kết rác tại bãi rác Nam Bình 1 trong thời gian 1 năm, đồng thời đề xuất chính quyền địa phương khắc phục tình trạng ô nhiễm mùi hôi và nước thải phát sinh từ bãi rác này, đề nghị sớm đầu tư công trình nước sạch tập trung để người dân sử dụng lâu dài. Trong quá trình tiếp tục tập kết rác tại bãi rác Nam Bình 1, nhân dân được quyền cử thành viên tham gia tổ giám sát cộng đồng về việc đảm bảo môi trường. Trước đó đã thông tấn xã Việt Nam có phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Nam Bình 1. Tình trạng ô nhiễm dẫn đến việc người dân bức xúc và ngăn cản việc tập kết rác tại đây. Thưa quý vị, đêm ngày 18 tháng 11, một xe ô tô con đã lao xuống khu vực đèo Mã Pí Lèng thuộc địa phận xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, khiến 4 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, thì khoảng 23 giờ 35 phút ngày 18 tháng 11, chiếc xe Kia Morning 4 chỗ ngồi di chuyển trên đèo Mã Pí Lèng theo hướng từ Đồng Văn sang Mèo Vạc. Khi đến đoạn gần điểm dừng chân ngắm cảnh tại Panorama đã bị lao xuống vực và khiến 3 người chết, 1 người bị thương nặng. Nạn nhân gồm Lâu Thị My, sinh năm 1997, Bế Ngọc Đại, sinh năm 1972 ở thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1996, quê ở thị trấn Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn là Nguyễn Văn Hiệp ở tổ 1, thị trấn Đồng Văn. Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang và huyện Mèo Vạc đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Mexico đã đánh giá hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Mexico-Canada diễn ra thành công khi mà các bên đã đạt được đồng thuận trong các nội dung quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Tại hội nghị, Tổng thống Mexico López Obrador kêu gọi tăng cường hội nhập kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh của khu vực Bắc Mỹ trước áp lực cạnh tranh từ các quốc gia và khu vực khác. Mexico và Canada hiện là hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Mỹ. Kim ngạch trao đổi thương mại hàng năm giữa ba nước đạt bình quân trên 1.200 tỷ đô la. Tuy nhiên, Mexico và Canada đều lo ngại kế hoạch ưu tiên hàng hóa trong nước của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Bên cạnh đó, vấn đề người nhập cư Mexico cũng là một thách thức không nhỏ đối với Washington. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Mexico-Canada được phía Mexico đánh giá là thành công khi các nguyên thủ nhất trí tăng cường hội nhập kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh thương mại theo khuôn khổ của Hiệp định Thương mại ba bên USMCA, cùng với đó là hợp tác trong vấn đề di cư. Tổng thống Mexico López Obrador đánh giá Hiệp định USMCA là công cụ hữu nhất để khu vực đối mặt với sự gia tăng cạnh tranh của các khu vực và các quốc gia khác. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mexico đề cao sáng kiến của Tổng thống Biden về việc hợp pháp hóa tình trạng nhập cư của 11 triệu người di cư không giấy tờ hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Ông López Obrador kêu gọi chính phủ Mỹ và Canada chấp thuận người lao động nhập cư, coi đây là một lực lượng lao động quan trọng đối với nền kinh tế của khu vực. Việt Hùng, phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Mexico. Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Trong đó điển hình nhất là tình trạng lũ lụt xảy ra hàng năm gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhân hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 tại Glasgow, Vương quốc Anh vừa kết thúc, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Brussels, Vương quốc Bỉ đã có cuộc trao đổi với nghị sĩ Christian Roberti, Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Môi trường, Nghị viện Pháp ngữ vùng thủ đô Brussels về những biện pháp mà thủ đô Brussels tiến hành để ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lũ lụt và bảo vệ môi trường. Theo ông, đây cũng là những kinh nghiệm mà Việt Nam có thể học hỏi và áp dụng. Thưa ông, hồi tháng 7 vừa qua, vùng Wallonie đã phải hứng chịu trận lũ lụt lịch sử khiến gần 50 người thiệt mạng. Vậy Brussels sẽ làm gì để tránh trường hợp tương tự trong tương lai? Chúng tôi áp dụng thu gom nước mưa theo một cách thức tự nhiên, để nước mưa thấm sâu vào lòng đất. Khi thiết kế đường, thành phố luôn để những vùng xanh để nước thoát dễ dàng. Hàng năm, chúng tôi đều cải tạo, nâng cấp và xây mới hệ thống cống. Chúng tôi cũng xây dựng bể chứa lưu trữ nước mưa ở một khu vực nước không thấm thấu được. Nước từ bể chứa sau đó sẽ thấm xuống mạch nước ngầm hoặc từ từ thoát ra các ống cống. Điều này giúp cho Brussels hạn chế được những hậu quả do lũ lụt gây ra. Mặt khác, hệ thống các con kênh ở thủ đô cũng giữ một vai trò quan trọng trong thoát nước. Các con kênh này đều được thiết kế theo dạng các bể chứa mở để nước ở các cống đổ vào. Tuy nhiên, phải thường xuyên làm sạch kênh,
thu gom rác trên bề mặt kênh. Theo ông, các thành phố lớn phải có những biện pháp gì để duy trì môi trường bền vững? Chúng tôi đang có chiến lược cải tạo các tòa nhà cũ để chúng đáp ứng tốt hơn về năng lượng. Mái các tòa nhà được phủ xanh, đảm bảo đa dạng sinh học, là nơi trú ẩn các rơi, các loài chim. Về giao thông, chúng tôi chủ trương giảm xe cá nhân, tăng cường giao thông công cộng, sử dụng xe đạp hoặc đi bộ. Điều này rất quan trọng trong việc cải thiện chất lượng không khí ở thủ đô. Chúng tôi cũng tăng cường khoảng xanh, phủ xanh các con phố, phá bỏ bớt bê tông để trồng cây. Biện pháp này vừa cải thiện môi trường, cảnh sắc của thành phố, vừa nâng cao chất lượng không khí cũng như môi trường sống của người dân. Vâng, xin cảm ơn ông. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin thời sự đầu giờ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào.